Xin chào các bạn, mình là Mộc Lan. Hôm nay mình rất là vui được chia sẻ với các bạn về chủ đề ung thư. Hiện tại ở Việt Nam, chủ đề ung thư là một cái đề tài rất là nóng bỏng và được cái lượng tìm kiếm trên Google rất là nhiều. Và cái lượng tìm kiếm của ung thư ở Việt Nam thì chỉ bằng một nửa số lượng tìm kiếm ung thư ở Mỹ. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng những người bị mắc bệnh ung thư không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới ngày một nhiều hơn. Và hiện nay theo thống kê năm 2018, cái số ca mắc bệnh ung thư ở Việt Nam là khoảng 165.000 người. Trong đó thì có khoảng 115.000 người đã tử vong mỗi năm. Với cái số lượng người mắc bệnh ung thư và số lượng tử vong như vậy thì các bạn cũng biết rằng là cứ mỗi người ung thư thì sẽ để lại nỗi đau trong gia đình khoảng tầm 10 người khác. Vậy các bạn có thể nhân số lượng tử vong mỗi năm là 115.000 người ung thư thì số nỗi đau mà ca mắc bệnh ung thư để lại cho người Việt Nam và đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam nó rất là lớn. Và chủ đề ung thư ngày hôm nay chúng ta trao đổi đó là nguyên nhân mắc bệnh ung thư và cách làm như thế nào để phòng tránh bệnh ung thư. Và trước tiên thì mình rất là vui mừng được gặp gỡ các bạn trong cái chương trình video chiến thắng ung thư này. Với cái chủ đề chiến thắng ung thư thì cũng nhiều người nói với mình tại sao lại đặt tên là chiến thắng ung thư và mà sao không đặt là tên khác. Với cái tên này với mình nó không có một cái hàm ý nào ngoài cái việc mong muốn rằng nó là một cái động lực, nó là một niềm tin và nó giúp cho những bệnh nhân ung thư đang ở trong cái tình trạng suy kiệt, mệt mỏi và chán nản cũng như là bế tắc. Mong là các bạn có một tinh thần lạc quan để các bạn có thể chiến thắng bệnh ung thư này, mà đặc biệt rằng cái nỗi sợ hãi ung thư nó để lại cho chính những người mắc bệnh ung thư trên toàn thế giới một cái nỗi sợ hãi vô cùng là khủng khiếp. Bởi vì các bạn cũng biết rằng nếu như gọi là mắc bệnh ung thư thì đồng nghĩa với việc rằng cái án tử hình đã được treo ở trên đầu. Thế nhưng ngày hôm nay thì có rất nhiều người mắc bệnh ung thư đã chữa trị khỏi và họ tự chữa khỏi cho chính bản thân mình. Và làm cách nào để có thể chữa trị được khỏi bệnh ung thư thì rất mong các bạn có thể xem các series về chiến thắng ung thư mình sẽ chia sẻ trong những cái video tiếp theo. Và rất vui được gặp các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.